Người vợ trẻ Hà Nội sau khi tiêu sạch lương, quẹt thẻ mua sắm quá tay phải đi viện tâm thần. Việc mua sắm vô tội vạ, thậm chí vay mượn tiền bạn bè, quẹt thẻ tín dụng rồi rơi vào tình trạng nợ nần khiến chị N, 28 tuổi ở Hà Nội phải đến bệnh viện thăm khám tâm thần. Theo như lời chị N, chị mới sinh con được hơn 1 năm. 3-4 tháng trở lại đây, chị thường xuyên mua sắm online đến nỗi đồ chất đầy tủ nhưng không hề dùng tới. Khi bị chồng nhắc nhở thì chị trở nên cáu gắt, sau đó vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Cách đây 2 tuần, N rơi vào trạng thái lo lắng bất an và thường xuyên mất ngủ, thấy vợ có biểu hiện lạ, người chồng nhiều lần gặng hỏi. Thì chị cho hay bản thân đang nợ tín dụng, đã đến kỳ hạn thanh toán nhưng không có tiền chi trả. Kể từ sau lần sinh nở, nở trở nên mập mạp, xuống sắc thấy rõ, cộng với việc con ốm đau liên tục khiến chị thấy mệt mỏi, tự ti khi giao tiếp với mọi người. Nhìn thấy những đồng nghiệp ăn diện, chị bắt đầu lên mạng tìm hiểu mua son phấn, quần áo với hy vọng giúp bản thân mình tốt hơn. Tuy nhiên, càng mua sớm thì chị càng thấy thoải mái, tinh thần phấn chấn hơn. Chính vì thế, mỗi khi mệt mỏi, áp lực, chị lại shopping online. Dần dần, N trở nên nghiện lúc nào không hay. Chồng chị N cho hay, N không chỉ tiêu xài hết tiền lương của mình cho việc mua sắm, mà thậm chí còn vay mượn bạn bè, mở thẻ tín dụng quẹt trước trả sau để thỏa mãn cơn thèm khát shopping. Thời gian lâu dần, số nợ ngày một tăng, N không đủ khả năng chi trả và sợ chồng phát hiện nên chị mới trở nên bực dọc, cáu gắt với chồng mỗi khi bị hỏi đến. Theo lời tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Long, phòng M7, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, chị N đến viện trong tình trạng mất ngủ, lo lắng và rất dễ cáu gắt. Sau đó N được chẩn đoán là bị trầm cảm sau sinh nên dẫn đến việc nghiện mua sắm để giải tỏa tâm lý. Bác sĩ đã kê đơn cho chị điều trị ngoại trú, đồng thời hỗ trợ N kiểm soát hành vi của mình. Không chỉ riêng chị N, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Long cho biết thời gian vừa qua viện cũng tiếp nhận một số trường hợp khác đến tư vấn tâm lý vì bị nghiện mua sắm. Theo bác sĩ Long, các trường hợp này đa số gặp ở nữ giới độ tuổi trung niên. Cụ thể là chị ML, 26 tuổi cũng ở Hà Nội, cũng đến viện tư vấn tâm lý như trường hợp của chị N. Theo chị L, mong muốn mua sắm của chị trở nên mạnh mẽ hơn vào thời điểm vừa mới nhận lương. Những mặt hàng L thường chi tiêu để mua gồm mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng, mặc dù bản thân và gia đình không có nhu cầu sử dụng. Cứ ngày 15 hàng tháng khi có lương là tôi phải đặt mua một món gì đó, thậm chí có lúc mở tủ quần áo ra rồi tự hỏi mình sao nhiều quần áo quá vậy. Có những chiếc váy tôi còn chưa từng mặc tới nhưng đã mua những chiếc khác, chị L nói. Kết quả khi đã tiêu hết tiền lương, chị L mạnh tay quẹt thẻ tín dụng. Đến khi số tiền nợ lên đến gần 40 triệu đồng, chị mới thành thật khai báo với chồng mình. Cũng vì thế mà hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, càng cãi vã, L càng suy nghĩ nhiều, lại phải tìm cách kiếm tiền trả nợ, đâm ra mất ngủ, sút cân và phải vào bệnh viện tâm thần thăm khám. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán L bị nghiện hành vi mua sắm và được hỗ trợ điều trị bằng nhiều phương pháp kết hợp. Trước tình trạng này, thạc sĩ tâm lý Đặng Thị Hải Yến, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong xã hội hiện đại, việc dùng thẻ tín dụng mua trước trả tiền sau rất phổ biến, dẫn đến nhiều trường hợp bị nghiện mua sắm rơi vào cảnh nợ nần lúc nào không hay. Thông thường những trường hợp không thể kiểm soát được hành vi mua sắm sẽ kéo theo các rối loạn tâm thần khác như lo âu, trầm cảm. Những rối loạn này tạo ra động lực thôi thúc bệnh nhân thực hiện hành vi mua sắm. Chỉ khi mua được món đồ mình muốn, người bệnh mới có cảm giác thỏa mãn, giải tỏa căng thẳng. Do đó, để tránh mắc phải bệnh lý như hai trường hợp trên, mỗi người cần tự điều chỉnh hành vi mua sắm của mình sao cho phù hợp, cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý để không rơi vào cảnh nợ nần. Ngoài ra, khi nhận thấy bản thân mỗi ngày đều phải mua một món đồ nào đó nhưng mua xong lại không dùng đến thì nên điều chỉnh ngay, bởi chứng nghiện mua sắm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt gia đình của cả người bệnh và người nhà của họ.